Tại Phú Yên, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng tiểu ban An ninh Trật tự và Y tế cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Phú Yên vào ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị cho rằng tỉnh Phú Yên đã chuẩn bị tốt kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bám sát các quy định bầu cử và tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử trên tinh thần bảo đảm chặt chẽ, dân chủ theo đúng trình tự, giải quyết sớm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thấu tình hợp lý theo quy định. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Phú Yên phải xác định chống dịch như chống giặc, không được chủ quan lơ là, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.